Cambodian Premier League mùa giải 2024-2025 dự kiến diễn ra từ ngày 10 tháng 8 năm 2024 đến ngày 11 tháng 5 năm 2025. Đây là mùa giải thứ 38 của giải bóng đá vô địch quốc gia Cambodia. 11 câu lạc bộ sẽ trải qua 33 vòng đấu trên 11 sân vận động ở 7 tỉnh thành để tìm ra nhà vô địch của bóng đá Cambodia. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại Cambodian Premier League mùa giải 2024-2025. Hiệp hội bóng đá Bộ Nội vụ là một trong hai tân binh của mùa giải này. Sân nhà của câu lạc bộ này là sân vận động Học viện Cảnh sát Campuchia. Nằm ở huyện Kien Savay của tỉnh Kandan, sân vận động này được xây dựng vào năm 1996. Nó là một phần của Học viện Cảnh sát Campuchia rộng 13 hectare. Sức chứa của sân vận động Học viện Cảnh sát Campuchia khoảng 200 chỗ ngồi. Câu lạc bộ Kirivong Sóc Sen Chay có sân nhà cùng tên. Sân bóng nằm tại tỉnh Takeo này chỉ có sức chứa 800 khán giả với một phần khán đài nhỏ duy nhất. Hiện tại đội bóng chủ quản là câu lạc bộ Kirivong Sóc Sen Chay đang lên kế hoạch nâng cấp mở rộng sân nhà của mình trong thời gian tới. Tân binh còn lại của Cambodian Premier League là đương kim vô địch của Cambodian League 2, Lai FC. Sân nhà của câu lạc bộ này là Lai Stadium. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này nằm ở thành phố Sihanoukville. Được xây dựng vào năm 2007, sân vận động này mới được cải tạo trong năm 2023. Sức chứa của Lai Stadium là 3.000 chỗ ngồi. Sân vận động tỉnh Kampong Speu là sân nhà của Nagawon FC. Sân vận động đa năng nằm ở làng Tamon, tỉnh Kampong Speu. Được bắt đầu xây dựng vào tháng 2 năm 2021. Với chi phí xây dựng hơn 4 triệu đô la Mỹ, nó chính thức được khánh thành vào ngày 6 tháng 9 năm 2022. Với chỉ một khán đài duy nhất, sân vận động này có sức chứa 3.000 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ nhân tạo. AIA Stadium KMS Park là sân nhà của câu lạc bộ ISI Dangkor Senphai. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này nằm trong khu công nghiệp KMS Park tại thủ đô Phnom Penh, được cải tạo vào đầu năm 2022 để đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Cambodia. Sức chứa của sân vận động này hiện nay là 4.000 chỗ ngồi. Sân vận động Savay Riêng là sân nhà của đương kim vô địch Prakhan Big Savay Riêng. Nằm ở tỉnh Savay Riêng, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 2015. Sau đó, sân được cải tạo mở rộng vào năm 2023. Sức chứa của sân vận động Savay Riêng là 4.000 chỗ ngồi. ASN Stadium là sân nhà của câu lạc bộ Phnom Penh Crown. Nằm ở thủ đô Phnom Penh, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng từ năm 2014 và chính thức khánh thành vào năm 2015 với tổng chi phí 1 triệu đô la Mỹ. Năm 2023 sân vận động đã được cải tạo. Sức chứa của ASN Stadium là 5.000 chỗ ngồi. Sân vận động Hanuman là sân nhà của câu lạc bộ Angkor Tiger. Nằm tại tỉnh Siem Reap, sân bóng này được khởi công xây dựng vào năm 2019 và chính thức khánh thành vào năm 2020. Sức chứa hiện tại của sân vận động Hanuman là 5.030 khán giả. Sân nhà của Tiffy Army là sân vận động lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia. Nằm ở thủ đô Phnom Penh, sân vận động đa năng này được xây dựng vào những năm 1920. Hiện tại, sân vận động này vẫn đang trong quá trình cải tạo. Vì vậy, một phần khán đài không thể sử dụng. Sức chứa của sân vận động lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia khoảng 8.000 khán giả.
sân vận động Green ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, sân nhà của câu lạc bộ Visakha, được biết đến là sân vận động đẹp nhất tại giải ngoại hạng Campuchia. Được khởi công xây dựng vào năm 2016, sân vận động này chính thức hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2017. Sau một vài lần nâng cấp sức chứa của sân vận động Green là 10.000 chỗ ngồi. Phuket FC sẽ tiếp tục sử dụng sân vận động quốc gia Olympic làm sân nhà tạm thời ở mùa giải này. Nằm ở thủ đô Phnom Penh, sân vận động đa năng này được bắt đầu xây dựng vào năm 1962 và hoàn thành vào năm 1964. Sân vận động quốc gia Olympic sau đó được cải tạo vào năm 2023 bằng việc lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài. Sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Olympic là 30.000 chỗ ngồi.